có chị mình đã đến với Hoa Lan Nhi Phong. Hiện tại thì Hoa Lan Nhi Phong đang có mặt ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang của chị mình ha, để tham dự hội thi Hoa Phong Lan Mê Công mở rộng lần thứ nhất 2023. Chị mình cùng em khám phá coi hội thi có gì đặc sắc của chị. Cái khu vực trưng bày những tác phẩm của chị mình ha, và mời quý anh chị mình cùng em để tham gia những tác phẩm. Đây, đây là cây đa văn xưa nè, hàng tóc Mỹ siêu thơm, bò đỏ siêu vòi, văn xưa một dòng với nó là cực kỳ lâu đời. Và ngày hôm nay quý chị nhìn giùm em là hai tác phẩm siêu khủng của chị mình ơi, với vòi hoa một vòi, hai vòi, ba vòi, bốn vòi, rất là nhiều vòi quý chị ha. Ở kế bên cạnh cái đa văn xưa thì có một dòng mà Hoa Lan Nhi Phong đã từng bán cho anh chị mình, là dòng táo Mỹ với một cái mùi hương cực kỳ ngọt ngào, bồi nụ dài thẳng đứng lên, có chùm hoa cực kỳ đẹp. Đây là bò đỏ nè, bò đỏ ra siêu vòi, một những cái vòi ra một đòn chất lượng của anh chị mình ơi, một những cái vòi điểm 10 như vậy, một chùm hoa. Những chậu tác phẩm Hero thì những cái hạng mục còn những hạng mục chớp của anh chị mình ha. Ai nhìn giùm em, chuồng chớp nè, vàng đỏ 5% nè, hàng đồng tiền chớp nè, hay bao nhiêu loại chốt khác, mời quý chị mình cùng ngắm nhìn với Hoa Lan Nhi Phong. Thì sau lưng em một tuyệt tác đen, những cái chậu cát cực kỳ đẹp, nhưng em màu sắc vô cùng sặc sỡ nhìn em, những cái chậu cát hoa to hơn cái lòng bàn tay của em luôn chị ơi, từ màu sắc sặc sỡ hơn mấy chục lâu quá chục chậu cát em lên lớn lưỡi to lưỡi đỏ hai nhúng giùm em, màu sắc vô cùng sặc sỡ. Bên cạnh đó là có những cái là những cái đường vân trên cái chậu cát mà hoa cực kỳ thơm, nó ngửi thử rồi hoa vô cùng thơm. Đây nhìn giùm em nè, chậu cát bông to hơn cái lòng bàn tay của em luôn, to màu hồng. Đây, và bên cạnh đó còn nhiều cái màu sắc sặc sỡ khác như chậu cát này, 5 bông 6 bông có ha, và sau lưng em này đó, rất là nhiều màu sắc cát khác nhau.
brush đó chị mình ơi, xin giùm em nè. Đây, brush vàng, chậu to, bông nhiều. Brush trắng, đây lưỡi đốm hồng. Brush vàng đỏ nè, và còn nhiều dòng brush khác to và bự chị mình ha. Vừa theo dõi trên thì ở đây có một cái hạng mục vô cùng đặc biệt, những cái hạng mục phong lan lá kẻ. Đây, cái bên em là một chậu kiếm tên là Phong Vân Kiếm, cũng đường kẻ sọc, bản lá dài, những chậu này vô cùng giá trị trên thị trường. Đây là tam bảo sắc, những chậu lá sọc đẹp. Đây là chồn sọc nè, bản lá kẻ dài xuống, cực kỳ giá trị. Ống nghi nè, bản lá kẻ hết màu, một cái màu trắng cho mình. Bên cạnh em là có một cái chậu hoàng hậu xanh, và hoàng hậu xanh thì em bên em hay bán cho quý chị mình, nhưng đây là một cái chậu hoàng hậu xanh lá kẻ đột biến cực kỳ đặc biệt. Hiện tại giá trị của chậu này trên thị trường là chị vô cùng cao và vô cùng hiếm có. Thì Hoa Lan Nhi Phong đã gửi đến quý anh chị mình những tác phẩm cực đẹp ở hội thi Mekong ở Mỹ Tho, Tiền Giang, và hẹn gặp quý anh chị vào những cuộc thi tiếp theo, cụ thể là ở ngày 29 hội thi Cần Thơ 2023.